tìm thấy bộ xương dưới làn nước sâu tại Arizona, tin từ Arizona, Hoa Kỳ, cảnh sát và lính cứu hỏa tại tiểu bang Arizona đang chuẩn bị lên kế hoạch để điều tra một vụ giết người dã man sau khi nhận được thông tin về thi thể người chết dưới lòng sông Colorado River. Tuy nhiên, người ta lại tìm ra rằng đây chỉ là hai bộ xương giả đang trong tư thế ngồi uống trà cùng với nhau đoạn video được đăng tải bởi cảnh sát là Pas County vào ngày thứ hai 4 tháng 5 cho thấy là quá trình tìm kiếm của thợ lặn sở cứu hỏa Virgin Fire Department khi đang đi thăm dò dòng sông gần Canoga Springs. Đoạn video đưa thông tin rằng các sĩ quan cảnh sát đã tiếp ứng sau khi có thông báo rằng người ta tìm thấy phần xác người. Tuy nhiên đội thợ lặn đã tìm ra hai bộ xương giả đang ngồi trên hai chiếc ghế có đeo kính râm và những phụ kiện quần áo khác một trong hai bộ xương có đều một tấm bản ghi dòng chữ tận hưởng cuộc sống dưới lòng sông ngày 16 tháng 8 năm 2014. Có thể đây là ngày mà bộ xương được thả xuống. Đài tin tức Parker Life đã thông báo vào ngày thứ năm rằng có hai người đã xuất hiện, họ đều là thợ lặng và nhận trách nhiệm đã tạo ra hai bộ xương này. Theo như tin tức nhận được, thì hai bộ xương giả có tên là Bernie và Bernadette đã được thải dưới lòng sông vì lý do giải trí. Theo một email trả lời thư của báo chí, Trung úy Kurt Beckby cho biết họ sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự nào và cũng hy vọng rằng khu vực lặng ở dòng sông sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch.